Thưa chào mừng quý vị đã đến với bản tin cuối tuần 24h7 trên kênh truyền hình FPC. Trong phần đầu tiên của chương trình, chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin trong nước đáng chú ý trong tuần vừa qua. Cục hàng không tái đề xuất đầu tư gần 1.000 tỷ đồng cho hệ thống phát hiện vật thể lạ ở sân bay. Bộ Giao thông Vận tải muốn bỏ quy định lượng xe tối thiểu với doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Nhưng trước hết sẽ là thông tin tăng trưởng kinh tế Việt Nam chậm lại trong 3 tháng đầu năm, phần nhiều do tình hình sản xuất của Samsung. Thực vị trong tuần này, Tổng cục Thống kê đã công bố các số liệu về tình hình kinh tế xã hội của cả nước trong quý 1 2017. Theo các chuyên gia kinh tế thì tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam đã chậm lại so với dự đoán trước đó, phần lớn là do quá trình sản xuất cũng như sản lượng smartphones sản xuất của tập đoàn Samsung đã bị chững lại sau sự cố Note 7. Việt Nam là một trong những nhà xuất khẩu và sản xuất chủ lực sản phẩm của tập đoàn Samsung. Riêng lượng hàng hóa vận chuyển của Samsung chiếm tổng số 20% lượng vận tải toàn quốc. Vào tháng 10 năm 2016, quyết định ngừng sản xuất sản phẩm Note 7 của Samsung đã ảnh hưởng nặng nề tới tốc độ phát triển kinh tế Việt Nam. Sản lượng sản xuất của Samsung tại Việt Nam giảm mạnh đã khiến kim ngạch xuất khẩu trong lĩnh vực điện thoại và linh kiện điện tử của Việt Nam giảm 10,7%, đồng thời nó cũng kéo lĩnh vực sản xuất điện tử đi xuống. Theo báo cáo từ ngân hàng thế giới, GDP của Việt Nam đã tăng lên 5,1% trong năm ngoái. Đây là con số thấp hơn rất nhiều so với dự đoán của các chuyên gia kinh tế trên Bloomberg đưa ra là khoảng 6,25%. Theo những số liệu thống kê mới nhất, GDP đã đạt trung bình 6,68% trong quý 4 năm 2016. Trong quý 1 năm 2017, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt trung bình là 5,1% và tốc độ này chậm hơn so với quý cùng kỳ năm ngoái. Hiện chính phủ đang đẩy mạnh đầu tư vào xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng nhằm giúp cho Việt Nam theo kịp và dẫn đầu về thu hút đầu tư trong khu vực Đông Nam Á. Cũng theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 3 của cả nước tăng 0,21% so với tháng trước. Bình quân quý 1 năm nay, CPI tăng 4,96% so với bình quân của cùng kỳ năm 2016 và cao hơn so với mức của cùng kỳ 3 năm gần đây. Theo cục thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, trong tổng số 11 nhóm hàng được thống kê trong tháng 3/2017 thì có đến 3 nhóm hàng giảm giá so với tháng 2/2017. Cụ thể dẫn đầu nhóm hàng giảm giá trong tháng 3/2017 là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống với mức giảm 1,13%; văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,07%; hàng hóa và dịch vụ khác 0,01%. Đại diện cục thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng 3/2017 có nhiều mặt hàng tăng giá so với tháng 2/2017 như giao thông, nhà ở, điện nước chất đốt và vật liệu xây dựng, đồ uống và thuốc lá, may mặt, mũ nón, giày dép, thiết bị và đồ dùng gia đình. Trong tháng 3 2017, nhóm hàng bưu chính viễn thông và nhóm hàng giáo dục duy trì ở mức giá ổn định so với tháng 2 2017. Sau một thời gian im ắng, Cục Hàng không Việt Nam vừa tái đề xuất Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt dự án hệ thống phát hiện vật thể lạ với kinh phí gần 1.000 tỷ đồng nhằm hạn chế các sự cố gây nguy hiểm trên đường bay do vật thể lạ chim động vật hoang dã xâm nhập. Dự án hệ thống phát hiện vật thể lạ sẽ được đầu tư tại sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Nội Bài, Hà Nội. Cục hàng không cho biết, hệ thống trên sẽ giúp phát hiện vật thể lạ với tọa độ cảnh báo chính xác, không cảnh báo nhầm, không tắc nghẽn, không can nhiễu với các hệ thống kỹ thuật của khu bay và máy bay. Tổng mức đầu tư cho dự án được đề xuất là gần 1.000 tỷ đồng, trong đó hệ thống tại Nội Bài là hơn 486 tỷ đồng và Tân Sơn Nhất là gần 510 tỷ đồng. Tuy nhiên, do vốn ngân sách khó khăn nên phương án nhà nước đầu tư trực tiếp từ ngân sách là không khả thi. Vì vậy, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất phương án Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV đầu tư hoặc xã hội hóa theo hình thức đối tác công tư. Về phương án hoàn vốn, người khai thác phải trả tiền bằng kinh phí trích từ doanh thu dịch vụ cất hạ cánh hàng năm để cơ quan này trả cho nhà đầu tư. Mức kinh phí này được xác định dựa trên tổng mức đầu tư ban đầu, lợi nhuận kỳ vọng dự kiến là 11% một năm và thời gian khai thác hệ thống tối thiểu là 10 năm. Theo thống kê, từ năm 2014 đến năm 2016, đã có 156 vụ vật thể lạ, chim, động vật hoang dã xâm nhập đường băng sân bay nội bài và tân sự nhất. Thực vị Bộ Giao thông Vận tải vừa dự thảo nghị định đề xuất bỏ quy định đơn vị kinh doanh vận tải phải đáp ứng số lượng xe tối thiểu mới được tham gia thị trường. Nghị định 86 năm 2014 quy định các doanh nghiệp và hợp tác xã taxi phải có số xe tối thiểu là 10 xe. Riêng ở các đô thị đặc biệt, doanh nghiệp phải có ít nhất 50 xe mới được tham gia thị trường. Ở các loại hình khác như xe buýt, xe tải chở hàng, xe du lịch, hợp đồng v.v. cũng phải có số xe tối thiểu tương ứng. Nay tại dự thảo thay thế nghị định 86, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất bỏ quy định về số lượng phương tiện tối thiểu ở tất cả các loại hình trên. Nhiều chuyên gia đánh giá rằng các quy định này không cần thiết, không hợp lý, phi thị trường vì cản trở các doanh nghiệp nhỏ, từ đó làm giảm tính cạnh tranh của thị trường. Từ đầu năm đến nay, do thời tiết thay đổi bất thường khiến dịch cúm gia cầm H5N1 đã có cơ hội bùng phát mạnh tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Mới đây thêm hai tỉnh miền Tây là Cần Thơ và Hậu Giang phát hiện ổ dịch cúm mới. Trạm thú y quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ cho biết, trên địa bàn quận vừa xảy ra một ổ dịch cúm da cầm H5N1 với tổng số 794 con vịt có trọng lượng trên 1,5 kg. Sau khi nhận được tin báo, trạm đã tiến hành tiêu hủy số da cầm bị bệnh chết, đồng thời tiêu độc, sát trùng và theo dõi số da cầm còn lại tại Hậu Giang, cúm gia cầm AH5N1 tái phát tại địa phương này. Cụ thể, dịch cúm gia cầm xảy ra tại xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, làm gần 1.000 con gà chưa được tiêm phòng vaccine cúm gia cầm trước đó mắc bệnh và chết. Cơ quan thú y và chính quyền địa phương đã tiêu hủy đàn gà và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch lây lan. Hiện nông dân ở các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào thu hoạch lúa đông xuân, nhất là trên tuyến biên giới tuyến giáp Campuchia thuộc các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang thói quen nuôi vịt chạy đồng sau thu hoạch của nông dân khiến nguy cơ nhiễm virus cúm gia cầm có độc lực cao từ nước này rất khó tránh khỏi nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Trong chuyên mục mỗi tuần một con số kỳ này, chúng tôi muốn đề cập đến con số 471.000 kWh điện. Đây là số lượng điện năng tiết kiệm được trong cả nước chỉ trong vòng 1 giờ tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất năm 2017. Chương trình được kêu gọi rộng rãi trên cả nước trong tuần vừa qua. Theo thống kê của Bộ Công Thương, đơn vị chủ trì chiến dịch rời trái đất năm 2017, sau một giờ kêu gọi hưởng ứng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết, hệ thống điện quốc gia đã tiết kiệm được 471.000 kW, tương đương với giá trị khoảng 764 triệu đồng. Năm nay, sự kiện rời trái đất năm 2017 thu hút 63 tỉnh thành tham gia. Sự kiện chính của chiến dịch rời trái đất 2017 là lễ tắt đèn chiếu sáng tại các công trình trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các địa phương khác trong cả nước từ 20h30 phút đến 21h30 tối thứ bảy ngày 25 tháng 3, không chỉ góp phần tiết kiệm một phần sản lượng điện tiêu thụ, chiến dịch giờ trái đất 2017 đã góp phần nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả của người dân nhằm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Giờ trái đất là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên WWF. Đến nay đã có 172 quốc gia và vùng lãnh thổ với khoảng 7.000 thành phố đã tham gia hưởng ứng chiến dịch này. Tại Việt Nam, giờ trái đất được tổ chức lần đầu vào năm 2009 với 6 tỉnh thành tham gia. Và trong phần tiếp theo của bản tin 24.7 sẽ là những thông tin thế giới đang chú ý trong tuần qua và phần tổng hợp thị trường chứng khoán toàn cầu. Hàn Quốc vừa hoàn thành trục vớt chiếc phà bị đắm cách đây 3 năm. Tập đoàn Samsung tuyên bố sẽ xem xét mở bán trở lại phiên bản Galaxy Note 7 đã sửa lỗi bị